Chào mừng các bạn đến với chương trình dạy học của Video Phúc Anh. Và sau đây là bài hướng dẫn cách thiết lập thời gian cho text trong Sony Vegas. Thì bây giờ mình sẽ mở Vegas lên. Rồi các bạn nhấn phím tắt Ctrl Shift Q để tạo mới một track video. Bây giờ mình chọn chuột phải vào vùng trống, chọn Insert Text Media để chèn chữ. Rồi ở đây mình có thể sửa tạm cái nội dung chữ khác Tuấn Anh chẳng hạn. Rồi mình sẽ tắt cái bảng điều chỉnh chữ này đi. Các bạn thấy rằng là khi mà mình nhấn đúp vào cái phần tử chữ ấy, ở dưới này nó báo là 5 giây. Tức là khi mà mỗi khi mà mình chèn một cái text mới thì nó mặc định nó sẽ là 5 giây. Đấy. Và cứ các bạn kéo dài nó ra thì nó cứ lặp lại đúng 5 giây, nó lại lặp lại một lần. Đây, những cái ngắn này chính là lặp lại một lần. Thì nếu mà các bạn muốn thiết lập tùy chỉnh cái độ dài cho cái text này, ví dụ như 20 giây nó mới lặp lại một lần, thì các bạn sẽ làm như sau. Cách thứ nhất là các bạn sẽ, ví dụ như ở đây nó báo 5 giây lặp lại một lần, rồi mình sẽ kéo 4 lần dài ra thành 4 cái đoạn nhỏ nhỏ này. Sau đó mình vào cái Generated Media, các bạn nhấn vào cái nút Mask Even Length này thì nó sẽ, đó, nó sẽ mask bằng cái độ dài mà các bạn vừa kéo. Thì ở đây 20 giây nó mới lặp lại một lần. Đấy, các bạn có thể quan sát nó dài ra hơn rất là nhiều. Thì đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn có thể, ví dụ như ở cái này, các bạn vào đây, các bạn gõ vào đây thông số là 20 cho mình, 20 giây. Rồi các bạn nhấn Enter thì cái này cũng đúng 20 giây nó mới lặp lại một lần. Đấy. Các bạn có thể kiểm tra nhé. Ở đây các bạn nhìn thấy là nó đến đây nó bắt đầu lặp lại này. Đấy, mình sẽ nhấn đúp vào. Thì đây nó báo là 20 giây, chính xác 20 giây luôn. Thì đối với những cái text bình thường, việc này không có ý nghĩa gì cả. Nhưng với những cái text cao cấp như thế này, những cái text mà Vegas nó hỗ trợ thêm ấy, vào title và text này, các bạn vào Media Generator và title và text. Rồi ở đây ví dụ ở cái chữ Action Flip này, thì khi mà mình chèn cái text này vào thì mặc định của nó là 10 giây. Thì có nghĩa là khi mà mình play thì nó sẽ chạy trong vòng 10 giây. 10 giây là nó sẽ biến mất khỏi cái khung hiển thị. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ kéo nó ra. Thì khi mà mình kéo nó ra, ở đây mình kéo cho nó lặp lại gấp đôi này, thì cái khoảng thời gian này chỉ là 20 giây thôi. Nhưng mà cái chữ nó đến 10 giây, nó biến mất khỏi khung hình, nó lại lặp lại một lần nữa. Bây giờ mình không muốn, mình muốn nó tồn tại đúng 20 giây trên này luôn. Thì lúc đấy thì nó mới thể hiện được cái sự cần thiết của cái độ dài text này. Thì mình vào đây, mình nhấp vào cái biểu tượng này, Mask Even Length. Đấy. Thì các bạn quan sát khi mình play thì nó sẽ tồn tại ở trên cái khung hiển thị của chúng ta 20 giây. Đủ 20 giây thì nó mới biến mất. Đấy. Nó sẽ tồn tại lâu hơn. Thì cái đấy là cái tác dụng của cái thiết lập cái độ dài của text. Đấy. Các bạn có thể tùy chỉnh lại thời gian bằng cách là gõ vào đây, vào cái dòng duration này. Đấy, ví dụ mình gõ 15 thôi. 15. Sau đó các bạn nhấn Enter thì đúng 15 giây. Đây, nó ngắt vào đây thì nó sẽ lặp lại một lần. Đấy. Rồi. Còn một cách tiếp theo để mình điều chỉnh cái độ dài của cái độ dài mặc định của text nữa, đó là mình sẽ vào cái phần option. Các bạn vào phần option, sau đó các bạn chọn vào frequency, cái dòng cuối cùng ấy. Đấy. Rồi ở đây có phần là editing. Đấy. Thì ở đây nó ghi một cái dòng là new style image land. Thì cái này nó cũng áp dụng cho, cái này là có nghĩa là cái độ dài của một cái ảnh, nó cũng áp dụng cho cái text bình thường đấy. Các bạn có thể gõ vào đây, ví dụ bạn gõ vào số 1, tức là 1 giây, các bạn nhấn apply OK. Thì khi mà mình nhấn chuột phải vào đây, mình insert text, thì nó sẽ, mình xin lỗi, mình nhấp vào đây nhá, nhấp vào đây đã, chuột phải insert text, thì nó sẽ ra đúng một cái text có 1 giây thôi. Đây các bạn có thể kiểm tra nó độ dài đúng 1 giây thôi. Mình tạo thêm một cái mới này. Đấy. Rồi thì cái này nó có một cái tác dụng rất là hay, đó là khi mà các bạn chèn một loạt ảnh vào, ví dụ bình thường một cái ảnh, bây giờ mình sẽ chèn một cái ảnh vào,
Đấy. Thì nó cũng theo nguyên tắc đó, tức là nó chỉ được đúng 1 giây thôi. Đấy. Bình thường là nó sẽ để 5 giây. Bây giờ mình chỉnh 1 giây. Bây giờ bạn thử tưởng tượng nếu mà mình chỉnh xuống nó chỉ còn 0,3 thôi. Tức là bằng một frame hình thì mình sẽ có cái hiệu ứng gì? Bây giờ mình sẽ chỉnh nhá. Và editing. Chỉnh về đây là 0,3 thôi. 3 thôi. Rồi apply ok. Rồi bây giờ mình sẽ lôi một loạt ảnh vào. Mình sẽ lôi một loạt ảnh ở trong máy tính của mình vào. Ví dụ mình có cái bộ ảnh tình yêu này, mình nhấn Ctrl A, mình lôi nó vào Vegas. Đấy. Thì nó sẽ sắp xếp sheet như thế này. Đấy, mỗi cái nó chỉ 0,3 giây thôi, nó chỉ bằng một frame hình thôi. Thì bây giờ mình play một cái thì mình sẽ có một cái hiệu ứng là ảnh chạy. Đấy, rất là nhanh. Còn nếu mà bạn muốn chạy nhanh hơn ấy thì mình sẽ thiết lập cho nó nhỏ hơn. Mình xin lỗi, đáng nhẽ là 0,03 mới đúng. Mình sẽ thiết lập là 0,03. 03. Đấy, apply. Ok. Thì bây giờ mình sẽ lôi lại nhá. Lôi lại. Đấy, mình đặt ra đây. Thì đây, nó chỉ gói gọn cho chừng này thôi. Một đống cái ảnh đấy mà nó chỉ gói gọn trong vòng khoảng 4 giây thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ play thử cho bạn xem ở trên khung review này. Đó, nó chạy rất là nhanh. Thì cái ứng dụng này, ví dụ như mà các bạn có những cái bức ảnh chụp mà template thì các bạn có thể bỏ vào đây. Đấy, những cái bức ảnh mà các bạn để máy ảnh cố định nhá. Ví dụ như các bạn mặc định là mấy giây nó chụp một lần. Đấy, sau đó các bạn sẽ đưa vào đây và sẽ thiết lập cái thời gian cho nó phù hợp, và mình sẽ có một cái đoạn phim timelapse bằng cái từ những cái ảnh mà các bạn chụp. Đấy, thì đấy là một cái tính năng rất là hay. Thì đấy chính là cái bài học mà mình muốn truyền đạt cho các bạn. Thì ngoài ra có một cái phần liên hệ bên ngoài là các bạn có thể vào phần soi và media creative, rồi vào phần soi. Thì ở cái phần soi này các bạn cũng có thể thiết lập được như vậy. Ví dụ như mặc định là cái soi nó đưa vào thì nó là 10 giây thì các bạn cũng có thể thiết lập cho nó thành 20 giây. Đấy, 20 giây. Ví dụ các bạn kéo gấp đôi, sau đó các bạn vào đây, các bạn mát nó đi thì nó 20 giây nó lao lại một lần. Đấy. Rồi, cũng có thể gõ thông số ở đây, ở phần duration. Gõ vào, ví dụ 15 giây. Đấy. Thì tương tự. Rồi, thì đó là cái bài học về thiết lập thời gian cho text. Chào các bạn, rồi chúc các bạn vui vẻ.